Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 26 tháng 2 năm 2021. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những dòng hàng lan đang chuẩn bị hoa, hàng đang nụ chuẩn bị hoa để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có ạ. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô đai châu rừng bắc trụ, hàng rất là đẹp. Và cây nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 8 cây hoặc 10 cây trên 1 kg. Và cái dòng đai châu này thì em xin phép được bán với giá là 550.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và thời điểm bây giờ cô chú anh chị ghép thì đến Tết mình sẽ có một cái giò lan thật là đẹp cho năm mới ạ. Thì cô chú anh chị sẽ có một giò lan đai châu thuần Tết rất là đẹp ạ. Và cái thời điểm bây giờ đang mùa hoa cũng là mùa ghép tuyệt vời cô chú anh chị nhé. Và tiếp theo sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc. Thời điểm bây giờ thì cây đang nụ nhưng cây nụ lớn rồi nên là qua vận chuyển đóng gói thì hàng cũng sẽ hỏng nụ khá là nhiều. Và đây là một số cái mặt bông của dòng chuỗi ngọc. Mặc dù đã dập nhưng cô chú anh chị có thể nhìn thấy ba màu sắc rất là tuyệt vời của dòng hoàng thảo chuỗi ngọc này. Thì hoa nó sẽ rất là bền nhá. Một số cây thì vẫn còn nụ này. Hoàng thảo chuỗi ngọc em bán với giá là 180.000 cho 1 kg ạ. Và bên này là dòng lan nhất điểm hoàng này. Nhất điểm hoàng cây cũng đang nụ cô chú anh chị nhé. Với màu hoa vàng hơi cam một chút. Cái dòng này thì hoa cũng rất là xinh ạ. Và hàng thì tất cả là đều đang nụ rồi. Đó, một dề như thế này thì cũng đủ một cái mùa hoa rất là xinh đẹp. Em bán với giá chỉ 90.000 cho 1 kg thôi. Và bên này là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Hoàng thảo môi tua, hoàng long vĩ ạ. Hàng xanh mướt luôn, cũng chuẩn bị đến mùa hoa nhé. Em bán hoàng thảo môi tua này với giá là 140.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan kim điệp xuân. Kim điệp xuân này thì bây giờ đang nụ hết rồi cô chú anh chị này. Đó, đang nụ hết rồi nhá. Và dòng kim điệp xuân này thì như là ở trong miền Nam chẳng hạn thì người ta khi mà người ta trồng thuần gió ấy, thì người ta bán giá cũng rất là cao ạ. Bây giờ thì đang nụ hết rồi. Và dòng kim điệp xuân này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhá. Mỗi một giả hành như vậy thì nó có thể cho 1-2 cái chùm bông luôn ấy. Đây, những cái giả hành này thì thân của nó là bị hỏng nụ mất rồi này. Đây cô chú anh chị này. Đó, đang có nụ như thế này này. Đó, 150.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này là dòng lan hoàng thảo vôi bắc. Hàng chi chít là nụ luôn. Đây là cô chú anh chị này. Đó, đã bật hết mầm nụ như thế này. Và đã là vôi bắc thì hoa nó sẽ rất là tím nhá. Hoa tím cực kỳ là đậm đà luôn. Và rất là thơm nữa. Dòng vôi bắc ạ, em bán với giá là 270.000 cho 1 kg. Hoàng thảo vôi bắc ạ. Đó, hoàng thảo vôi bắc ạ. Rất là đẹp. Hàng này thì khá là nhiều thân tơ nhá. Và bên này là hoàng thảo vôi lào. Vôi lào cũng rất đẹp. Nụ cũng quá là tuyệt vời như vậy. Đó. Hoàng thảo vôi lào thì cái độ tím của nó cũng rất là thơm. Nhưng độ tím so với vôi bắc thì nó sẽ kém hơn. Và mầm gốc cũng đang chuẩn bị là bật hết rồi. Và hàng thì cũng đã cắt tỉa rễ khá là sạch sẽ nhá. Em bán vôi lào với giá là 240.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan à. Long tu xuân ạ. Long tu xuân cũng đây ạ. Hàng này thì không có dài lắm. Nhưng mà cô chú anh chị vẫn được ngắm hoa và làm giống rất là tuyệt vời. Đó, dòng long tu xuân em bán với giá là 210.000 cho 1 kg thôi. Bởi vì cái hàng này thì đảm bảo giống nhưng cây sẽ hơi ngắn và đặc biệt là thích hợp cho cô chú anh chị nào mà muốn lấy được nhiều cây giống mà vẫn được ngắm hoa nhé. Và sang bên này đây là dòng lan hoàng thảo kèn. Với những cái bông kèn, hàng đang chi chít là nụ 100% thân hoa. Đang chi chít là nụ như thế này. Và ngay từ nụ thôi đã thấy là những cái nụ rất là tím rồi. Và hàng này thì sẽ chuẩn mặt bông kèn rất là xinh. Rất là xinh như thế này. Và hoàng thảo kèn bây giờ đang lên mầm gốc rất là mập khỏe như thế này nhé quý anh chị nhé. Đang lên mầm gốc rất là đẹp ạ. Em bán 650.000 cho 1 kg hoàng thảo kèn. Và tiếp sang bên này đây là dòng trầm tím. Trầm tím này thì hàng này thì thân hoa nó sẽ rất là ít gãy dập này.
nên là đảm bảo cho cô chú anh chị một mùa hoa trầm khá là trọn vẹn. Trầm tím thì bây giờ cũng đang chuẩn bị là mùa hoa và chuẩn bị là mùa bật mầm mới nhá. Dòng lan dễ thuần dễ chăm ạ. Và dòng trầm tím này thì em xin phép bán với giá là 1 triệu cho 1 kg. Và dòng trầm này thì cũng sẽ có một thân tơ kèm theo một vài cái thân già cho chú anh chị nhá. Một thân tơ kèm theo một vài thân già. Tuy nhiên thì cái thân tơ cái tỷ lệ gãy dập là rất là ít. Đó, tỷ lệ thấy gãy dập thì nó rất là ít. Nên là sẽ cô chú anh chị sẽ được thưởng thức với mùa hoa khá là trọn vẹn. Và bên này là dòng lan ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu bây giờ thì đang bắt đầu là nứt nụ thôi. Đó, đang bắt đầu nứt nụ thôi. Nên là cái hàng này thì khi mà đóng gói vận chuyển thì cũng sẽ chưa ảnh hưởng đến nụ. Nên cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa trọn vẹn nhé. Ngọc thạch 3 màu này em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Và bên này là hoàng thảo lụa vàng, thân căng mướt luôn cô chú anh chị này. Đó, lụa vàng thân rất là căng. Và mầm gốc thì cũng đang bắt đầu bật mầm gốc. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg hoàng thảo lụa vàng. Và bên này đây sẽ là dòng lan kiếm giống. Hàng gieo hạt từ những cây hạt rất là quý, đột biến từ rừng Việt Nam. Và hàng rất là giá trị và quý của rừng Việt Nam ạ. Và trước tiên đây là dòng lan kiếm xanh Huế. Hàng này là hàng được gieo hạt tại Việt Nam, được lấy cây giống từ quả cây kiếm xanh Huế đột biến của rừng Việt Nam để gieo hạt cô chú anh chị nhé. Và nhân giống cũng như là trồng tại Việt Nam luôn. Và hàng thì em nhập ở cái nhà vườn cũng rất là uy tín về cái cây giống này. Thì ở đây trước tiên là cây kiếm xanh Huế. Kiếm xanh Huế này được trồng ở những cái chậu này, cái cốc này là cốc uống nước, cốc nhựa uống nước ạ. Em bán một chậu kiếm xanh Huế như vậy với giá là 80.000 cho một chậu nhé. Và bên này là dòng lan kiếm Hoàng Long, cái bản lá của nó khá là lớn, rất là xinh. Cái cây này này, cái bản lá ngắn, to và khá là đẹp. Kiếm Hoàng Long này thì em bán cũng với giá là 80.000 cho một chậu. Và bên này sẽ là những cái chậu càng cua này cô chú anh chị này, những cái chậu càng cua đây ạ. Hiện tại một số giả hành, một số cái nhánh của nó thì vẫn còn đang có nụ li ti rất là xinh. Và một chậu càng cua như vậy thì nó sẽ có 3 sắc hoa. Tức là sẽ có cây hoa màu đỏ đậm này, cây hoa màu hồng và cây hoa màu tím đỏ. Rất là đẹp nhá. Đó, sẽ có 3 sắc hoa trên trong một cái chậu như thế này này. Và một chậu càng cua như thế này thì em xin phép được bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Em xin phép được bán với giá là 60.000 cho một chậu càng cua thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ của chú anh chị nhé. Như trước đây thì khi mà em bán hàng trầm rồng đỏ hoa nở Tết ấy, thì hàng này trầm rồng đỏ này thì bình thường là hoa của nó sẽ nở vào đúng cái thời điểm Tết nhé. Tuy nhiên những cái chậu trầm rồng đỏ này này về thì có phần là những cái chậu này nó có phần là nở hơi muộn hơn một chút. Đó, thì em bán khi mà em bán hàng Tết thì em cũng đã giới thiệu với cô chú anh chị rằng khi cô chú anh chị chơi trầm rồng đỏ này này thì phải nói là rất là kinh tế. Tại vì đây như cô chú anh chị nhìn thấy nhá, cái chậu trầm rồng đỏ này, hàng này thì mỗi một chậu này có 2 thân và cô chú anh chị thấy là đều là hàng ươm ki và đều là năm thứ nhất mà nó đã dài trên 25 cm rồi và đều cho nụ cho hoa rồi cô chú anh chị nhá. Đó, đều cho nụ cho hoa hết rồi ạ. Và một chậu trầm rồng đỏ có 2 thân như thế này này thì em bán với giá là 160.000 cho một chậu nhá. Đó, 160.000 cho một chậu trầm rồng đỏ 2 thân. Cô chú anh chị vừa được thưởng thức hoa mà lại vừa được làm giống luôn ạ. Thân rất là mập khỏe. Đó, cô chú anh chị sau khi chơi hoa xong rồi nếu như muốn thì thường là các nhà vườn là người ta đều cắt cái thân già để mà nhân ki nhá. Ki 51 là nó cũng đã dài trên 25 cm như thế này rồi. Đó, cô chú anh chị thấy là mình vừa chơi hoa, hoa cực kỳ là thơm với cái màu sắc hoa tím rất là đậm luôn, bông hoa to nhá. Đây là cây này là đang bắt đầu là hé nở thôi. Đó, hoa tím đậm và rất là thơm, vô cùng thơm luôn ạ. Đó là dòng trầm rồng đỏ. Một chậu như thế này thì em xin phép nhắc lại là chậu 2 thân dài từ 25 cm trở lên, đều đang nụ và đang mầm gốc. Em bán cô chú anh chị thưởng thức hoa cũng như làm giống chỉ 160.000 cho một chậu 2 thân thôi. Và bên này thì em còn 2 chậu sơn thủy tiên. Đem gọi là chậu số 1 đi. Chậu số 1 này thì giả hành rất là bự chảng luôn cô chú anh chị này. Ít giả hành nhưng mà rất là bự chảng nhá. Là bự chảng luôn ạ. Và chậu số 1 này thì em bán với giá là 220.000 cho chậu số 1 này đi. Và chậu này là chậu số 2 thì rất là sum suê cô chú anh chị nhá. Hàng đang chuẩn bị nứt nụ hết rồi, như cây này là đã bắt đầu là nhú nụ rồi này. Cái giả hành này cũng đang nhú nụ này. Chậu này chậu số 2 em bán với giá là 280.000 cho chậu số 2 này. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan hoàng phi hạc, hoa cực kỳ là bền nhá cô chú anh chị nhá. Hoa cánh cánh trắng phớt tím hồng. Cái họng vàng rất là đẹp. Nói chung là cái khuôn bông ấy nhìn rất là xinh ạ, hoa rất là bền. Và một chậu hoàng phi hạc như thế này này thì nó sẽ có cả đang thân đang nụ nhá, thân đang nụ và những cái thân xanh lá này thì sang năm mình sẽ được ngắm hoa.
Đó, những cái thân còn lá này nhá, thì sang năm cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa. Đấy, cô chú anh chị về chỉ việc treo và chơi thôi. Những cái chậu có rất là nhiều thân và đẹp như thế này thì em bán với giá chỉ 180.000 trong một chậu thôi cô chú anh chị nhá. Là chậu hoàng phi hạc ạ. Và sang bên này thì là những cái chậu trầm rồng đỏ mà nó cao và dài hơn nhá. Cao và dài hơn những cái chậu trầm rồng đỏ mà em đã bán 160.000 kia đấy ạ. Những chậu này sẽ cao và dài hơn. Và những chậu này thì em chia hình và bán theo theo hình hình này. Cô chú anh chị nhìn cho em, đây là chậu số 1 nhá. Chậu số 1 này cô chú anh chị thấy là 2, 4 mầm gốc. 4 mầm gốc rất là cao và đẹp luôn như thế này. Và trên thân của nó cũng đang có ki nữa cô chú anh chị này. Đó, về cô chú anh chị có thể chơi hoa xong cắt thân già để ươm ki cực kỳ là kinh tế luôn. Em gọi đây là chậu trầm số 1 ạ. Chậu này em bán với giá là 500.000 có 4 thân nhá. 500.000 có 4 thân chậu số 1 ạ. Và chậu này sẽ là chậu số 2 này. Chậu số 2 này có 2 thân, trong đó một cái thân này lên cái mầm gốc cực to khủng luôn này. Đó. Và chậu số 2 này thì em bán 280.000 ạ. Chậu số 3. Chậu số 3 thì một thân thôi và một mầm gốc. Chậu số 3 em bán 160.000. Và chậu số 4 nhá. Chậu số 4 này này. Em thấy là có 2 thân hoa. Có 2 thân hoa, một thân thì đang nụ và một thân chưa nụ. Chậu số 4 này em bán 220.000 ạ. Và chậu số 5 nhá. Chậu số 5 này có 3 thân này. 3 thân rất nụ, rất là đẹp luôn. Và các cái mầm gốc này. Đó. Các mầm gốc mập khỏe như vậy đấy ạ. Và cái thân của nó này, trên thân của nó đang nứt rất là nhiều mắt này. Và những cái mắt này thì khả năng là nó sẽ lên ki nhá. Về cô chú anh chị có thể thưởng thức hoa xong rồi ấy, về mình có thể cắt thân già ra để nhân ki thì rất là tuyệt vời luôn ạ. Và chậu này thì em bán với giá là 400.000. Chậu này có 3 thân. Chậu tiếp theo là chậu số 6. Chậu số 6 này có 2 thân cao này, 2 thân cao đẹp mà đây ạ, một cái mầm bên này nữa nhá. Này, là toàn bộ cái chậu này. 2 thân rất là cao, khỏe và đẹp. Chậu này em bán 360 nhá, 360 cho chậu số 6. Chậu số 7 này. Chậu số 7 đây cô chú anh chị này. Chậu số 7 này là tổng có 4 thân ạ. 4 thân đây cô chú anh chị nhìn này. Có một thân đang nở hoa, bông hoa rất là tím này, rất là tím đậm, mà nếu như cô chú anh chị mà được ở gần đây mà được thưởng thức ngửi mùi thơm của nó thì sẽ thấy là cái mùi hương rất là thơm. Đây trầm rồng đỏ này, cái sắc hoa tím đỏ rất là đẹp này cô chú anh chị này. Đó, chậu này có 4 thân và đang lên mầm gốc ạ. Và chậu này em bán với giá là 4 thân đang lên mầm gốc nhá. Chậu này em bán với giá là 450.000 nhá. 450.000 cho chậu này. Là chậu số 7. Và chậu số 8. Chậu số 8 240.000 cho chậu 2 thân này, 2 mầm gốc này. Và chậu số 9 240.000, chậu này cũng rất là đẹp ạ. Chậu này cũng 2 thân, một thân đang nụ và một thân chưa nụ, nhưng 2 mầm rất là to, khỏe, đẹp. Và tiếp theo là chậu số 10. Chậu này thì một thân rất là cao. Một thân rất là cao nhá. Thêm một thân ngắn bên kia nữa kìa cô chú anh chị này. Cái cây này, bông này thì sắp sửa bung rồi. Chậu số 10 này em bán 160.000 ạ. Chậu số 11 em bán 280.000 này. 2 thân này, 2 thân hoa, 2 mầm gốc này. Chậu số 12 em bán 240.000, cũng đang 2 thân hoa, 2 mầm gốc này. Chậu số 25. Chậu số 12 chứ, 240.000 ạ. Chậu số 13 260.000, chậu này cũng 2 thân này. Ồ. 2 thân này cô chú anh chị thấy nụ của nó này, và trên này đang ki lên này. Đó, về cô chú anh chị thưởng thức hoa xong rồi là xuống thân để nhân giống luôn nhé. Đấy, chậu này em bán là 260, chậu 13 và chậu 14. Chậu số 14 này có 3 thân ạ. 3 thân đang nụ như này này. Chậu này em bán 280 này. À không. Chậu này rồi, em bán 280 đi. Chậu này 280 nhá. Chậu tiếp theo là chậu số 15. Chậu số 15 này thì 2 thân cao đẹp ạ. Và đây vừa nụ vừa ki ở trên thân luôn này. Đấy, thưởng thức hoa xong là mình nhân giống luôn này, hai mầm gốc rất là khỏe. Hình này em bán 270, hình số 16 là 140 ạ. Một cái thân hoa, một cái thân bên này nữa, có một cái chỗ bên này chắc là thân trước đây nó bị hỏng ấy, và người ta cắt đi thì hiện tại em thấy đang thấy hình như lên hai mầm sao ấy. Đó, cái chậu này thì em bán với giá 140. Chậu tiếp theo là chậu số 17 em bán 280, hai thân rất là cao. Đấy, cô chú anh chị thấy là ki ở trên thân luôn rồi này. Đó. Và tiếp theo là chậu số 18. 150.000 cho chậu này này. Đó, một mầm gốc này. Một thân này này, già ki này. Các ki này, và cái thân bên này có một cái nhánh ở bên này, thân ở bên này đang cũng đang có ki này. Tiếp theo sang đai châu nhá.
thì đai châu em có bán hàng cân với giá là 550.000 trong kg. Hoặc cô chú anh chị có thể chọn hàng theo hình này cho em này. Em có hình số 19, hình số 19 này cô chú anh chị này. Có 7 cây châu rất là đẹp, không có lỗi lá cô chú anh chị nhá. 7 cây châu cực xinh và đẹp như thế này, hình này em bán 260 này. Tiếp theo là hình số 20. 4 cây châu ạ. 4 cây châu này này. 4 cây châu này em bán với giá là 260 nhá. Cây bản lá xanh mướt, khỏe, rất là đẹp luôn. 260.000 cho cái hình số 20. Hình số 21 này, cây này bản lá mít luôn ấy. Này, hình này này. Hình này có 3 cây ạ. 3 cây này. 3 cây này em bán với giá là 280.000 ạ. Mà tiếp theo là hình số 22, cũng 3 cây. 3 cây này em bán 260 này. Hình tiếp theo là hình số 23. Hình số 23 này có 5 cây của chú anh chị nhá. 5 cây không có lỗi lá gì luôn ạ. Rất là đẹp. Đó, 5 cây này em bán với giá là 280.000. 280.000 cho hình này. Tiếp theo hình 24. Hình 24 có 5 cây. 5 cây nhá cô chú anh chị nhá. Cây này thì hơi vàng lá một tí này. Đấy, em cứ giới thiệu kỹ cho cô chú anh chị, không thì về nhận hàng thì lại nói là em không báo nhá. Hình này em xin phép bán với giá là 230.000 thôi. Hình này 5 cây. Tiếp theo là hình số 25. Hình 25 này có 3 cây. Đây ạ, 3 cây ạ. 3 cây này em bán là 280.000 cô chú anh chị nhá. Cây này bản lá rất là to đấy ạ. Tiếp theo là hình số 26. Hình này có 3 cây to này cô chú anh chị này. 1 này, 2 này, bản lá to này. Lá này kẻ gân rất là đẹp luôn này cô chú anh chị này. Hình cây tiếp theo là cây số 3 này, 280 nhá. 280 cho hình này ạ. Tiếp theo là hình 27. Hình 27 này thì em bán 380 là một chậu giả hạc Hawaii tím xưa cô chú anh chị nhá. Mầm lên chi chít luôn ạ. Mầm lên chi chít luôn cô chú anh chị này. Những cái thân xanh này là một dạo nữa sẽ cho nụ cho hoa. Hàng này bình thường nó sẽ nở hoa vào Tết ạ. Tuy nhiên thì cái hàng này ở nhà vườn người ta chăm sóc chắc là khá là kỹ. Chính vì vậy mà nó hoa hơi muộn nhá. Này. Mầm lên chi chít là mầm luôn này. Đó. 380 cho hình 27 ạ. Hình tiếp theo hình 28, một hình cáo em bán thanh lý nhá. Hình cáo này ạ. Thanh lý 80.000, hình 28, hình 29. Cái giò đùi gà dẹp, rất nhiều thân tơ như thế này. Một vài thân đang nụ, hình này em bán chỉ 150.000 thôi. Về cô chú anh chị ghép còn khó ạ. Dùng cái nọ cái kia ghép còn khó nhá. Hình tiếp theo, hình số 30 em bán 160. Rất nhiều xanh thân xanh lá này. Cũng đang có thân có nụ ở đây ạ. Này. Tiếp theo là hình số 31 160 này. 31 160 một thân đang có nụ rất là xinh này. Và tiếp theo là hình số 32. Đây sẽ là dáng hương đuôi cáo. Dáng hương đuôi cáo này em có hai khúc đuôi cáo nguyên bản. Em để trong vườn khá là lâu rồi đấy ạ. Đấy, cũng không có thời gian, em cũng không thời gian ghép lại. Nè cô chú anh chị nào ưng thì em bán hình này với giá là 100.000 thôi nhá. 100.000 cho hai cây đuôi cáo này. Tiếp theo là hình 33. Một cái giò cáo thân xanh lá xanh mướt và rất là to, bản lá rất là to đẹp. Cái giò cáo này này, một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn, năm ngọn. Cái ngọn này ngọn mẹ hỏng này nên là bây giờ nó đang ra hai ngọn con rất là khỏe luôn. Đó. Cái hàng này thì cây cáo mà cô chú anh chị về chăm mà được cây mà nó khỏe thì kể cả nó gãy ngọn nhá, lên ngọn con sang 1 2 năm sau là rất là tuyệt vời luôn rồi ấy. Cái hình cáo này em bán 220 ạ. 220 cho hình dáng hương đuôi cáo 33 này này. Đó, lá bóng bẩy cực đẹp luôn. 220.000. Hình tiếp theo là hình số 34 này, một cái giò cáo này hình như nó là nguyên một dề luôn ấy cô chú anh chị. Cái giò này em bán với giá là 180.000 cho giò này này. Và tiếp theo là hình số 35, 160 này cho giò cáo này này. Có 2 này. Có 2 3 4 5 đầu ngọn. Và hình tiếp theo là hình số 36, cái giò cáo này căng mướt lá xanh rất là đẹp. Và đây cáo thì nói chung là được rất nhiều người chơi lan thích bởi vì cái vòi hoa của nó rất là cao. Đây là cái vòi hoa của nó năm ngoái, cô chú anh chị nhìn này, nó rất là cao. Em đã lỡ tay làm gãy mất cái vòi hoa năm ngoái của nó đi rồi ạ. À, cây này thì năm ngoái là nó bị hỏng ngọn đi. Nhưng bây giờ thì chỉ có hình như còn chưa đầy một năm đâu ạ. Nó đã lên rất là nhiều lá như thế này cô chú anh chị nhá. Đây là cây con của nó đấy ạ. Đó, cái giò cáo này này. Cây này, cây lá xếp rất là xanh, khỏe đẹp luôn này. Đấy, toàn bộ cái giò cáo này là giò cáo nguyên bản đấy nhá cô chú anh chị. Em bán giò này với giá là 180 ạ. Tiếp theo là hình số 37. Hình 37 này, nó cũng là một giò nguyên bản đấy ạ. Em treo trong vườn khá là lâu rồi. Giò 37 này. Đây cô chú anh chị nhìn ngắm cho em. Chuẩn bị đến mùa hoa của dòng dáng hương đuôi cáo rồi đấy ạ.
Hình này em bán với giá là 220 ạ. Hình tiếp theo là hình số 38, em bán 200.000 đây. Một cái rào cáo có 4 ngọn, ghép trong chậu nhựa. Hình 39. Hình 39 này em có hai giò cáo nguyên bản này, giò 1 này. Nói chung là nó giò số 1 này. Và đây là giò số 2 này. Đó. Hai giò này thì em bán với giá là 130.000 đây. 130.000 nhá. Tiếp theo là hình số 40. Hình số 40 thì em có cũng là hai giò cáo. Một giò này có một cây mẹ con này và một giò này một cây rời này nữa. Ở cái hình này thì em bán với giá là 140.000, 140.000 cho hình 40. Và hình số 41 này, em cũng có hai giò cáo này. Hai giò cáo nguyên bản, một giò này có một ngọn này, khỏe lắm. Thôi chú anh chị này, ngọn này rất là khỏe này. Hình bên này có hai ngọn này. Đó, cái hình này em bán 150.000 ạ. Và tiếp theo là hình số 42, em bán 80.000 cho hai giò cáo nguyên bản này. Đây, hai giò cáo nguyên bản này, hình 42. Và hình số 43, một giò cáo rất là xum xuê. Cái giò cáo này lá nó dài cô chú anh chị nhá. Nhưng mà với những cây cáo lá dài như vậy thì nụ của nó sẽ rất là dài luôn. Đó, cái giò cáo này không biết là bao nhiêu ngọn nhưng mà rất là xum xuê ạ. Đấy ạ. Cái giò cáo này em xin phép bán 260.000 cho giò cáo này. Giò cáo cuối cùng. Ngoài ra thì em có rất là nhiều những cái đặc sản của vùng Cao Bằng. Trước tiên là cái dùng giò miến khe bén. Trồng trên cái ở cái vùng miền mà có độ cao trên 1.000m so với mực nước biển ạ. Cái dòng miến khe đén này 1kg em bán với giá là 130.000 nhá. Và 3 kích khô với giá là 450.000 trên 1kg. Khoáng tinh 200.000 trên 1kg. Và hà thủ ô đỏ 300.000 trên 1kg. Cáo mèo khô 100.000 trên 1kg. Tầm gửi cây gạo với giá là 210.000 trong 1kg. Tầm gửi cây nghiến với giá 190.000 trong 1kg. Tầm gửi cây chanh với giá là 230.000. Và rễ mũ tần một cái gói như vậy với giá là 150.000. Và có cái trà sen mật hồng sâm rất là nhiều hoa, uống sẽ rất là ngọt, dễ uống và nhiều tác dụng tuyệt vời. Em bán 80.000 cho một cái này. Và đây là em có cái chè rào khổ lam 60.000 cho một hộp này, với 20 túi lọc bên trong. Và cả một hộp lớn có sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như vậy, với giá 220.000. Và em có rất nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan nữa này. Đó, rất nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan đây ạ. Em có trước tiên là hồng nguyễn này, với giá 25.000 cho một lọ, 5.000 cho một cặp này. Duy xanh 50.000 cho một ống và duy đỏ là 60.000 cho một ống. Phân bón lá, phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát Zinai, cung cấp dinh dưỡng kích thích do hoa. Em bán với giá là 30.000 cho một lọ nhé. Các loại phân bón lá dành cho ba giai đoạn phát triển của cây đồng giá với giá là 30.000 cho một lọ này. Và B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ. B12, B1 thái 40.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M, siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M với giá 30.000 cho một lọ nhé. Keo liền da Mỹ Tiến sẹo đen ạ, 50.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Và phân bón dạng túi lọc ạ, có 20 túi lọc bên trong. Một cái hộp như vậy em bán với giá là 30.000 cho 35.000 cho một hộp. Cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển và đồng thời kích thích da rễ cực mạnh luôn. Và cái Chichoderma kháng nấm cực kỳ là hữu hiệu, phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu luôn. Giá chỉ 15.000 một gói thôi và một hộp với khối lượng 1kg 130.000. Cái Kinkit Boom đặc trị thổ nhũn với giá là 25.000 cho một gói này. Và Captan đặc trị thổ nhũn của Thái tác dụng ngay sau một lần sử dụng với giá 35.000 cho một hộp nhé. Phân bón dạng nén này với giá em bán là 100.000 cho một cái hộp này. Và cái kích Kiwi Pro Mỹ em bán với giá 350.000 ạ. Và cái gì đây nhỉ? Cái thuốc sát khuẩn, cái Rotin thuốc sát khuẩn này em bán 180.000 nhá. Em có thêm dây buộc lan này, chiều dài 100m với giá là 35.000 cho một cái cuộn dây buộc lan này. Bà sen 25.000 cho một 2.000 cho một gói. Và cái thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cây trồng với giá là 20.000 cho một gói ạ. Em có thêm vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 cho 1kg và rêu rừng 20.000 cho 1kg nhé. Atonic là 10.000 cho một gói. Và có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi với giá là 40.000 cho một lọ, có dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt. Cái mùi hương của nó, đặc biệt cái mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị một cảm giác cực kỳ là quyến rũ, dễ chịu và tạo cảm giác an thần rất là thư giãn tuyệt vời nhé.
nó rất là nhiều những cái tác dụng. Và ở đây thì đây là sản phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, nên là rất là lành tính đối với sức khỏe ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị mặt hàng hôm nay.